xin chào các bạn chào mừng các bạn đến với kênh youtube của đồ chơi chậm chấm cơm nếu các bạn truy cập vào trong cái clip này thì chắc hẳn các bạn cũng đang sở hữu một chiếc blackberry playbook chiếc máy tính bảng rất là tuyệt vời của blackberry thì mình sẽ giới thiệu đến các bạn chiếc bao da dành riêng cho các sản phẩm này thì đây là một kiểu bao da nó khá là cổ điển cầu kỳ và nhìn nó cũng khá là độc đáo cái bề mặt của chiếc bao da này được giả giống như là da cá sấu và đây là loại bao da khá là hầm hố các bạn có thể thấy cái mức độ dày của nó khá là dày để nó có một cái cục hít 500 cái nút hít 500 để cố định cái qua lại trong nó rất giống như một cuốn sổ khi mà mở chiếc bao da này ra thì các bạn sẽ thấy đây là phần các bạn sẽ cố định cái máy bằng cách bằng luồn nó vào trong này đặt cái máy lại các cái chấu này nó sẽ giữ cái máy các bạn cố định lại và thứ hai là cái loại bao da này nó có thể xoay sáu 360 độ như thế này các bạn có thể kết hợp với lại các uh, cái phần lượng chặn ở dưới này để tạo thành cái độ nghiêng mong muốn khi đặt chiếc bao da nằm ngang hoặc nằm đứng. Mặc dù uh, trông rất là hầm hố như thế này nhưng mà nó có mức quốc giá uh, rất là mềm. Các bạn có thể truy cập vào website đồi dây di động .com để uh, xem cái mức giá chính xác của nó. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các clip tiếp theo của đồi dây di động .com.